khi tiền đạo Melies chuốc bóng bị thủ môn đỡ ra ngoài đường biên. Nhưng sau đó quả bóng vẫn chui vào trong khung gỗ thông qua lỗ rách trên mảnh lưới. Cụ thể ở phút thứ 53, từ góc rất hẹp, Melies đã tung cú sút bằng chân phải, đưa bóng đập cột dọc, sau đó dội ra trúng tay thủ môn, văng ngược ra bên hông khung gỗ. Nhưng thật bất ngờ là khi đó mảnh lưới bên hông khung thành của Masan có một lỗ rách và quả bóng đã chui lọt vào trong chỗ đó để nằm gọn trong lưới sau vài phút. Sau vài phút thương lượng với các trợ lý thì trọng tài đã chỉ tay vào chấm giao bóng giữa sân và công nhận bàn thắng. Trước khi bắt đầu xem video, hãy nhấn subscribe và bật chuông thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nhé. Những bàn thắng đẹp luôn là điều mà các cổ động viên mong chờ mỗi khi diễn ra trận đấu. Thế còn bàn thắng đã đẹp lại độc lạ thì sao? Chắc hẳn thì như một vụ nổ tạo ra sự hưng phấn tột đỉnh đúng không nào? Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng lại những pha bóng đầy ảo diệu mà khó có thể tái hiện lần thứ hai của các ngôi sao sân cỏ các bạn nhé. Lên đường thôi! Đỡ bước một đẳng cấp, thậm chí bóng chưa chạm đất nhưng mà đã được thanh niên điều động bay thẳng vào khung thành của đối thủ trước sự bất lực toàn tập của anh chàng gác đền tội nghiệp. À thì dù cho là có trượt chân một chút đỉnh nhưng mà nó vẫn không thể nào làm biến mất đi vẻ thần thái của Cristiano Ronaldo được. Anh Bảy vẫn kịp thời giữ bóng và tiếp tục làm chủ cuộc chơi ngay sau đó. Tưởng điều tận 3 cầu thủ chắn trước mặt là sẽ khiến cho thanh niên kia chịu thua sao? Không được đâu các bác ơi, một cú đánh gót phải gọi là IQ vô cực đã được thi triển và thế là nhân vật chính của chúng ta đã hách não thành công đối thủ một cách tâm phục khẩu phục. Nào nào, hãy cùng nhau chơi trò bé tập đếm nha. Tổng cộng có tới 8 cái bóng áo vàng đang có mặt ở trong vòng cấm. Thế nhưng chỉ bằng đúng một pha đẩy gót kỹ viện thôi, ông thần này đã loại bỏ toàn bộ hàng thủ đội bạn. Và nhiệm vụ còn lại là quá dễ dàng ghi bàn thôi nhỉ, khung thành đã mở rộng toang rồi. Quả đánh gót đầy cảm giác này của Clarence Seedorf cộng thêm cái đà chạy đúng bài của vua Việt vị Filippo Inzaghi. Thế thì còn điều gì ngăn cản được các cổ động viên AC Milan ăn mừng bàn thắng cùng siêu Pippo bây giờ đây? Những tưởng quả đỡ bước một há lỗi này sẽ tạo ra một tình huống tấu hài là chính. Thế nhưng bằng chỉ số ẩn nỗ lực đến cùng, chàng trai đã tự sửa lỗi và cứu quả bóng ngay trên vạch đường biên. Ảo thật đấy! Nào nào, bình tĩnh các đại gia, đẳng cấp cỡ Robert Lewandowski thì làm gì có chuyện xuất trượt vô duyên thế được. Chả qua, sát thủ Ba Lan đang cầu diễn chút để đội bạn bất ngờ chơi và tiện đường ghi bàn thôi ấy mà. Tất cả đều nằm trong sự tính toán của Lê Quang hết rồi chăng? Nani thời khoác áo Man United mà đã muốn thi triển võ nghệ thì đá cứ phải gọi là bay phải biết. Khán giả kiểu như là đang xem bóng đá nghệ thuật đường phố từ Nani vậy, mãn nhãn ghê. Ồ, cái chiêu thức này độc đáo lắm à nha. Gấp bóng xong nhảy cóc ảo quá bác ơi, nước đi này đối thủ và người xem không thể nào lường trước được. U la trời, bà con có thấy combo lừa bóng hết sức ảo ma Canada này không? Thế này thì bốn góc khán đài lúc đó chắc là phấn khích hết nấc mất thôi. Còn người không vui nhất chắc chắn là anh chàng theo kèm kia rồi. Tự nhiên bị biến thành nhân vật làm nền cho siêu phẩm, nghĩ thôi cũng thấy tức, phải đi cà khịa lại tác giả thôi. Sao cái quả đỡ bóng tưởng như chới với ấy lại có thể thành ra mượt mà không tì vết thế được? Thanh niên đỡ lần lượt bằng cả hai gót chân luôn ấy, hơi bị đẹp mắt nha. Phá tình cơ lỡ đà này của Kaka, thế không nào lại vô tình tạo ra một đường kiến tạo siêu đẹp. Tiếc là có vẻ như Shevchenko cũng bị bất ngờ vì cú chuyền ảo ma ấy của đồng đội, nên tình huống dứt điểm sau đó của Seva lại đi hơi hiền và không thể chiến thắng thủ môn đội bạn. Với Zinedine Zidane thì không có pha đỡ bước một nào của huyền thoại này là không mãn nhãn nhé.
Kể cả trong tình huống khó như này, Zidane vẫn chỉ mất 2 giây đầu bối rối, sau đó đâu lại vào đấy, trái bóng cứ là nằm ngoan ngoãn trong chân của cựu danh thủ người Pháp. Ở kia cứ tưởng chỉ là những cú sút bừa, kiểu là trao đổi chiêu thức, thế không nào đôi chân phích kia lại có thể tạo ra một siêu phẩm để đời đến vậy chứ. Khán giả mà kiểu mất tập trung một chút thôi, quay ra thấy bóng đã bay vào lưới là sẽ không hiểu được chuyện gì vừa xảy ra đâu. Tinh thần chiến đấu của người anh em này đáng kinh ngạc thật đấy. Rõ ràng đã nằm xuống rồi mà nhất định phải lấy bóng lại cho bằng được, không để đối phương có cơ hội dễ dàng đe dọa khung thành. Người chơi hệ lăng xả chúa luôn rồi quý vị à. Để có được một pha đỡ bóng xuất thần thế này, không biết anh chàng số 90 có trải qua một đợt khổ luyện võ công nào không? Chứ nhìn bay bổng quá, đã hết hai con mắt rồi đại ca ơi. Lại thêm một người chơi hệ túy quyền nữa, các bác xem xong pha đảo chân này có thấy say không? Đã say chưa? Một bàn thắng full đỡ ngực theo đúng nghĩa đen, dùng bộ phận ấy hai lần liên tiếp chỉ trong một pha bóng thì đúng là ảo diệu luôn đấy. Mà thứ ảo diệu ngay từ pha ném bóng của thủ môn, gì mà ném thẳng vào chân đối thủ luôn mà. Nhưng rồi anh chàng gác đền ấy đã có một pha sửa sai đánh lừa thị giác cực mạnh đối thủ. Chỉ có anh ấy bay người vào lưới thôi, chứ trái bóng thì đã được cứu ra rồi nha, không có bàn thắng đâu. Ấy thế mà đối thủ cứ ăn mừng thôi, và thế là còn chưa kịp sung sướng thì đã bị dội lại một gáo nước lạnh buốt luôn rồi. Giờ thì ai mới là bên ăn mừng bàn thắng đây, ảo diệu hết sức mà. Một pha xoạc bóng xuất thần khi bóng còn chưa chạm đất, thế thì nó lại đỉnh quá anh Zai ơi. Ronaldinho đang nhảy múa, thế thì chắc đến mai hai ông thần kia cũng không lấy được quả bóng trong chân của anh Vũ mất, sao mà lấy được. Cảm giác bóng của Ronaldinho vẫn cứ gọi là đỉnh cao, đến độ cựu sao Brazil quay lưng lại với trái bóng cũng thành một đường kiến tạo luôn mà, thật là thú vị. Năm giây cho một bàn thắng, nó chỉ từ chân của thủ môn đối thủ và cú đánh đầu đỉnh cao sau đó của Martin Palermo. Mọi thứ diễn ra nhanh quá, bắt không kịp sóng luôn. Vừa rồi là những bàn thắng ảo diệu hay sức khó có thể diễn tả lại trong thế giới bóng đá muôn màu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.